Ngày 13 tháng 6, đoàn giám sát của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát Rạch Nước Lên, kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn. Do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố làm chủ đầu tư. Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo các sở ngành quận huyện. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Bùi Thanh Tân kiến nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện tháo gỡ một số vướng mắc như cho phép tháo dỡ bức tường rào bãi rác Gò Cát để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án tại khu vực tiếp giáp với bãi rác Gò Cát. Chấp thuận chủ trương cho mở rộng đường bờ kênh khu vực tiếp giáp với bãi rác Gò Cát để đảm bảo đủ hành lang đường 20m, lòng đường 12m thông suốt toàn tuyến như thiết kế. Tiếp đó, Ban Quản lý được phép lập các dự án cầu băng kênh theo quy hoạch để hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, tháo dỡ các cầu, cổng dân sinh không phù hợp tại các vị trí cầu băng kênh tại cống Hồng Ký, khu vực bãi rác Gò Cát, khu vực đường số 5, cống M1 và rạch Đá Hàng. Sau khi nghe kiến nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành quận huyện, các đơn vị liên quan phân công trách nhiệm phần việc cụ thể, chi tiết, nếu xuất hiện khó khăn vướng mắc phải báo cáo ngay và báo cáo người chịu trách nhiệm để xử lý. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thi công hạn chế tối đa làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân vùng dự án. Đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, dự án được người dân ủng hộ rất cao, trách nhiệm lãnh đạo thành phố rất lớn. Do vậy, phải tập trung quyết liệt để thực hiện dự án hoàn thành đúng tiến độ, cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 4 năm 2025.